Nếu như không nhờ Phật lực, chỉ nhờ tự lực của chúng ta sanh đến thế giới Cực Lạc, cõi thật báo trang nghiêm, vậy thì công phu của chúng ta nhất định đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm là gì? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thật sự đã buông bỏ, chính là lý nhất tâm. Không dễ dàng gì. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn chấp trước nữa, buông xả chấp trước, vẫn còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, đó gọi là sự nhất tâm. Giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc ở cõi phương tiện hữu dư. Nếu như không buông bỏ thứ gì cả, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có, vậy là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Như vậy đến thế giới Cực Lạc, thân phận của chúng ta là gì? Bản thân đã rõ ràng. Nhưng thế giới Cực Lạc rất đặc biệt, cõi đồng cư, cõi phương tiện, đãi ngộ ở trong đó, tức là nói trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ hoàn toàn tương đồng với cõi thật báo. Điều này mười phương thế giới đều không có. Cho nên chư Phật tán thán, tán thán Phật A-di-đà là Phật Trung Chi Dương, Quang Trung Cực Tôn. Phật Phật vốn là đạo đồng, là bình đẳng. Đặc biệt tán thán đối với Phật A-di-đà là công đức của Phật A-di-đà thù thắng quá. Phương pháp họ dùng vi diệu quá, có thể đem chúng sanh phiền não, tập khí sâu nặng trong sáu nẻo tiếp dẫn đến thế giới Cực Lạc, đãi ngộ họ như A Duy Diệt Trị. Điều này không thể nghĩ bàn. Khắp pháp giới hư không giới chỉ có một nơi này, không có nơi thứ hai. Người gặp được phước báo lớn thật sự. Là trăm ngàn muôn kiếp cũng khó gặp. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, ngày mà vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp, nay quý vị đã gặp được rồi. Quý vị gặp được rồi, nếu như thật sự làm, thật sự tin, thật muốn đến, quý vị chắc chắn có thể đến đó được. Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thể giáng sanh hay không quyết định nơi tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp, đó là công phu niệm Phật của quý vị cạn hay sâu. Ngẫu Ích Đại Sư khuyên chúng ta rất tương tận, hạ hạ phẩm giáng sanh Ngài đã hài lòng rồi. Người ta hỏi Ngẫu Ích Đại Sư, đây là tổ sư của Tịnh Độ Tông, chuyên tu Tịnh Độ, Ngài tương lai giảng sanh đến phẩm vị như thế nào? Ngài sẽ hài lòng. Ngài liền nói với mọi người, hạ hạ phẩm giảng sanh tôi đã hài lòng rồi. Chiếu theo tiêu chuẩn này, không phải chính là điều Thiện Đạo Đại Sư nói dạng người tu dạng người giảng sanh, không lọt mất một ai cả sao? Điều này chúng ta không thể không biết. Những lời này
của Ngẫu Ích Đại Sư cũng giống như đã cho chúng ta một tờ giấy bảo chứng vậy. Bởi vì bản thân chúng ta hiểu, bản thân nghiệp chướng nặng quá, gây tạo tội nghiệp sâu vậy, có thể đi được sao? Biết bao người gặp được tịnh độ đều hoài nghi. Nói đến vấn đề này tôi không dám nghĩ, tội của tôi quá nặng. Ngũ nghịch thập ác, chỉ cần thật sự tin, thật sự muốn đi, tất cả đều có thể giảng sanh. Đặc biệt là trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói, hạ tam phẩm, tức là hạ bối giảng sanh, đều là người có tội nặng, người tập khí phiền não vô cùng nặng, họ giảng sanh. Trong Quán Kinh nói, thượng bối là đại phàm phu, trung bối là tiểu phàm phu, hạ bối là phàm phu có tội. Tất cả đều giảng sanh. Điều kiện chỉ cần quý vị thật sự tin, thật sự muốn giảng sanh, chân tín chân nguyện, đương nhiên tâm đó khác nhau. Vì sao vậy? Vì niệm niệm trong tâm có Phật A-di-đà, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đó gọi là chân tín chân nguyện. Ngày nay chúng ta chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Hiện nay chúng ta là có tín có nguyện, không phải là tiêu chuẩn của Ngài. Tiêu chuẩn của Ngài là niệm niệm đều muốn giảng sanh, niệm niệm đều muốn thân cận Phật A-di-đà, những ý niệm khác đều buông xả hết. Quý vị phải làm đến trình độ này, quý vị giảng sanh liền biết được bản thân rất chắc chắn. Quý vị giảng sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, nhất định là thượng sanh. Hạ phẩm thượng sanh chính là hạ bối. Hạ bối thượng sanh được giảng trong bộ kinh này. Hạ bối thượng sanh có thể tự tại giảng sanh, cũng tức là nói muốn đi lúc nào đi, bản thân thực sự đi được. Vì sao vậy? Vì trong tâm quý vị chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra toàn bộ bỏ hết, hoàn toàn buông xả rồi. Trong tâm chỉ có một niệm, không có niệm thứ hai khác. Đó gọi là công phu thành phiền, không phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là kiến tư phiền não đoạn rồi. Kiến tư phiền não chúng ta chưa đoạn, chỉ là công phu thành phiền. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đây là điều người người đều có thể làm được. Nhất tâm bất loạn khó lắm, không phải là điều mà ai ai cũng có thể làm được. Bởi vì sự nhất tâm bất loạn đồng nghĩa với A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn đồng nghĩa với Viên Giáo Sư Trụ Bồ-Tát. Đó thật là điều không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng công phu thành phiện, thượng phẩm công phu thành phiện, người người đều có thể làm được. Trong tâm tôi không có vướng bận, không có một tạp niệm nào, chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc.